xin để chào các bác cô chú anh chị nhá. Mình ra chợ, hôm nay ra chợ bắt được con kia rồi. Hôm nay ra chợ có quà rồi. Đấy, tiền tiêu như phá mả các bác. Ra mà hôm nay chợ chưa thấy công an đuổi gì cả, chắc còn sớm mà. Mà nó ít, không ảnh hưởng đến giao thông. Thì tôi quay lại những cây hôm nay có ở đây các bác nhá. Hôm nay là ngày ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 13 thứ 6 ngày 13. Phiên chợ thứ 6 ngày 13. Nó ít cây thì các bạn để tôi đánh luôn vào cái chỗ nó nhiều. Đấy. Chào các nghệ nhân nhé. Cao đấy. Ra. Còn cao hơn con năm điền. Ra. Nó con hơn sợi. Người gần 14. 13 năm à? Vâng. Con thì cứu cây. Sao phải làm lại cái bệ, tiếc quá. Nhưng mà nó có bệ thì mẹ tiền lít. Còn như mà có bệ thì thôi rồi. Tiền lít. Nhưng mà nó đang bị nó có một cái là nó có bốn tất cả bốn tay luôn. À ừ. Cái đấy tay thì làm lại hết. Cây này nhìn con que được nhìn sạch nhỉ. Quá sạch luôn. Nhìn chân quỷ việc sướng. Ra. Thế dễ chống nhá. Bỏ cái một cái ra cái ngoài bỏ. Đấy, đang có hai cái nhỉ, đang có hai cái đúng không? Đấy, bỏ trong này lắm. Em chưa nhìn kỹ. Ok. Nhìn nuôi cho cái tay to chút được. Dưới cắt treo rồi, ok. Để về nghiên cứu ngâm. Cây nhiều thế thì điền sướng cho tôi. Đó, sướng cho tôi. Nuôi quê nhiều cốt sướng lắm ạ. Nhưng mà không phun ra được mấy. Làm sao để ra sầm như này đúng không? Rồi, sạch 35 tháng. Nhưng mà nuôi được cốt này lên. Nuôi được cái cút bước vào hạ phát là xong luôn. Chết người luôn. Cái này phải đóng mấy một thân vào đây được. Đóng một thân vào đây này, áp vào đây này. Này đóng một cái con vào đây này. Dữ liệu này, bệ biết này. Bệ hết. Đây phải sổ lên trồng. Con này giao lưu anh em trên mạng là bao nhiêu đấy anh? Chứ con này nếu mà giao lưu nó phải tầm non chục. Non chục. Đấy, sấp xỉ chục. Cỡ hoàn thiện cho khoảng 40 phân. Yeah. Thế thôi. Hoàn thiện 40 phân. Chậu đang rộng khoảng 60. À, dài khoảng 60. Yeah. Dài 60. Dài 60, rộng khoảng độ cũng khoảng 50. 540 đấy. Đấy, anh Công. À đây còn mấy cây nữa, có đọc số đi. Anh em nào thích thì có cây này cây khác. 0906 799 866. Xin đâu. Hôm nay có kéo chắc công an không đuổi được. Vắng. Có ảnh hưởng đến chợ búa đâu mà đang dịch cơ quan nghỉ nhiều lắm. Là tôi mới cho bán mà có cái gì giống qua đó hỏi anh em rồi. Đó, lấy mà đi tìm cầu thôi. Can vừa đi giá bán đấy thì lấy đóng đấy chứ. Đấy, anh em hay bắt cái loại này về đóng làm ba vai quá ngon này. Một vai rồi. Dăm năm là chết tiền, dăm năm. Dăm năm là chết tiền đấy. Hai thân thì cũng ba thân thì được. Đấy. Anh em bây giờ chỉ đi kiếm những cái con ở đóng vào mới khó. Nhưng nuôi một mình nó thì không nói. Trước vào cái gì nhỉ? Vào Trung Mỹ chỗ gì nhỉ? Chỗ Trường Yên, Huy Trường Yên anh biết không? Huy mới là bọn đồng bôn. Ở đấy, bôn biết, bôn toàn đi to. Bôn toàn đi to, mấy cái cây lắt đắt, cây bề tiêu cũng đòi tận 3-4 cục. Thế cây cối bây giờ nó cứ cương cương sốt xinh xịch. Bây giờ mà cây bây giờ mới sản là đỉnh điểm, sản xuất có kịp đâu mẹ. Có một thằng nhu cầu thì nhiều, 500 triệu nhu cầu thì nhiều mà sản xuất có được ra được đâu. Cách thì sản xuất ngày cứ phải mua qua tay nhau thôi, làm gì có cây mới. Nam làm sao được bao 6-7 năm mới xong một cây. Mới được cây đẹp chứ bây giờ. Mà bây giờ ông nào cũng muốn chơi sâu, chơi đẹp. Làm rau cải ông xong. Vừa mới biết chơi ông cũng thích cây đẹp nhất rồi. Mẹ đâm ra mới khó. Ai sản xuất kịp được. Con ơi. Đấy, con này thì bao nhiêu anh?
3 triệu. Còn con này? 2 triệu. Đấy, toàn là điên đấy chứ. Nhìn. Đó. Của anh Công nhá. Đây là cây của bác nào đấy không biết. Quê. Quê. Bể biết hơi cháy. Đấy, còn cái hàng khô đấy nuôi sướng. Tây cút thì chưa nhưng mà nuôi nó sướng, nó nhanh. Đấy, lại có đồ mang về. Đi chợ mà có cây mang về sướng. Đấy, còn cây này này. Đấy, cái cây đấy. Mỏng dính á. Gái quê, tìm gái phố. Hoặc là gái quê ở phố. À đây, cây anh kia này. Alo. Alo. Có anh. Có. Chưa thấy đuổi nhưng mà nay hơi ít cây. Được. Ra chơi tí được mà. Chẳng có mà. Toàn phôi giờ nhỏ bé tí nhốt anh em nhốt hết còn đâu nữa. Ngón tay thì phôi thôi. Ngón tay thì không có đâu nhưng mà bằng cổ tay. Phôi. À không có. Nó phải bằng cổ tay trở lên. Ở nhà chẳng có mà. Toàn cái cỡ giờ người bê nặng ấy, bé bé ngày xưa dây hết. Đây cả chợ có 3-4 cây đây này. Nhưng mà toàn to thôi. Toàn có cây bé nhất bằng cổ tay trở lên này. Thế bây giờ có đâu chỉ bây giờ anh vào vườn mấy thằng ấy, nó có dâm những cái cành đẹp đẹp ấy. Đấy. Vào quyến hôm qua kia đấy có à, không lấy cành thôi, mình về đóng chứ có phải là đồ xuất sắc đâu mà không bán cho. Hay ra Tân khả năng có đấy. Tân hoặc là Quỳnh ở chỗ à, Quỳnh có đấy. Quỳnh ở vườn Tân cũ ấy. Đấy đấy có đấy. Người ở làng Vạn Phúc mà. Ui cứ ra biết bán cây đấy mà bây giờ lấy chỗ Tân ngày xưa bán cây mà. Đấy ạ, có đấy, có. Cái nào? À không có ai dám mua đâu. hô khiếp quá. À, thế cho người ta chạy đi chứ bây giờ chết thì mất chết lại lấy gì mà chơi. À đấy thì phải nói gương bác tí. cái nào bác hôm em có thấy không? So được với cây hôm trước không ạ? À đấy à? À nhắc trực gì? Trực gì chứ không phải láng gì. Tầm 40 phân hoàn thiện đổ lại là chơi được. À thế à? Vâng, thì cứ nói chung là đẹp thì lại phải cố gắng thôi. Thế bảo lại phải cố gắng thôi chứ biết làm nào. Rồi nhất chị. Hay quá. Rồi nhất chị. Để em bố trí em sang sớm nhá. Rồi. ra Quỳnh ấy nhá, có đấy. Em đang chợ đấy, ngày nào ở đấy mà. Đấy. Bác cứ ra thoải mái bán cây mà. Bác cứ bán cây mà. Thì mình vào thì là khách được gì đâu. Đấy ạ. À,
rẻ thôi. Anh kia này, cây này bao nhiêu đây? 8 triệu. 8 triệu. Đấy, hợp lý này, lên đường sớm. Có cần báo số không? Rồi. Có cần báo số không? Chú báo đi. Em có nhớ quái đâu. 0967. 0967. 113. 113. 013. 013. Rồi. Kiện. Chứ ở nhà cây khác à? À ơi nhỉ, cây khác hôm qua cây vặt lá. Chỗ này bán nước rồi. Đây này á. Đúng rồi. Đây này luôn. Chắc này vắng quá chẳng ảnh hưởng gì giao thông. Hỏi con thấy nhìn ngoài đời đẹp lắm chú ạ. Dạ. Về con thấy anh gọi điện hỏi bên này gì vậy? Quyền hay gì? Đó, để cho quyền, để cho ấy nó để. Vâng, ok anh. Rồi, biết giá rồi.